Thành Long đã già rồi, đánh đấm cũng không còn như xưa, tóc đã bạc, hốc mắt trũng sâu. Lần này ông thủ vai một người cha giản dị, tuy đã diễn xuất được mười mấy năm rồi, nhưng bộ phim này được đánh giá là bộ phim hay nhất trong 10 năm của Thành Long. Lúc này Thành Long đang tiễn con gái xuống xe, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Nhưng cũng chính lúc này, tòa nhà bên đường bỗng xảy ra một vụ nổ. Thành Long vừa bước xuống xe thì bom cũng nổ, khiến ông ngã xuống đường. Ông bố mặt dính đầy máu và thủy tinh, nhưng nghĩ đến con gái, ông liền loạng choạng đứng dậy đi tìm con. Kết cục thật tàn nhẫn, một người cha già bị mất đi đứa con gái duy nhất, cảnh tượng thật khiến người khác đau lòng. Về đến nhà, đứng trước căn phòng trống vắng của cô con gái, nhìn vào tờ giấy bài tập về nhà vẫn còn đang viết dở, lại chạm vào bộ quần áo mới còn chưa kịp mặc một lần của con, trong ông như sụp đổ hoàn toàn. Cảnh sát đưa tới di vật còn sót lại tại hiện trường của cô con gái, đồng thời mong ông tìm cho mình người thân để có thể dựa vào. Lúc này ông ngước đôi mắt buồn rầu lên nói: tôi không còn người thân nào nữa rồi. Hai người con gái mà ông từng có đã chết trong thời gian đi lánh nạn ở Việt Nam, người vợ lúc sinh người con thứ ba cũng vì sinh khó mà qua đời. Ông bây giờ hoàn toàn là một người đơn độc. Sau hôm đó, ngày ngày ông đều ngồi đợi trước cửa đồn cảnh sát để tìm ra hung thủ đã hại con gái mình. Ông cầm đến những mảnh báo đã thu thập được, hy vọng có thể giúp cho việc phá án. Ngoài ra ông còn lấy ra 20.000 đô la. Cảnh sát tất nhiên không thể nhận, còn nói với ông làm như vậy sẽ cản trở cho việc phá án của bên cảnh sát. Ông chỉ còn cách về nhà. Nhưng trong mấy tuần nay, việc điều tra vẫn chưa có gì tiến triển. Một ngày, ông nhìn thấy trên bản tin một người đàn ông tên là Hennessy, hiện đang là thứ trưởng Bắc Ireland. Ông ta từng là thành viên của một tổ chức cực đoan, nhưng giờ đây đã trở thành đại chính khách của Ireland. Ông ta tuyên bố lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực. Ông lão biết ông phải tìm ai để giúp tìm ra hung thủ giết hại con gái rồi. Thế là ông liền nhấc máy gọi cho chính khách. Thư ký bị gọi đến mấy lần liền không còn cách nào khác, phải nối máy cho thứ trưởng. Ông lão chính là muốn thứ trưởng nói cho mình hung thủ giết hại con gái ông là ai. Thứ trưởng tất nhiên nói không biết, nhưng ông lão cho rằng thứ trưởng trước đây từng là thành viên của tổ chức, giờ đây lại là quan chức chính phủ cấp cao, vậy nên chuyện này ông ta không thể không biết. Thứ trưởng chỉ đáp lại qua loa vài câu rồi cúp máy. Nhưng ông ta đã xem thường người cha già này rồi, ông lão trước đây là lính đặc chủng, vậy nên ông sẽ dùng cách thức của mình để tìm lại công lý cho con gái. Ông chuẩn bị một số vật phẩm đơn giản, đập vỡ chiếc điện thoại cũ, dùng giấy bạc gói chiếc điện thoại mới, gói lại những vật phẩm đã mua sắm ngoài siêu thị, một mình lái xe một ngày một đêm đi tới Bắc Ireland. Rất nhanh chóng, văn phòng của thứ trưởng bị một người đẩy cửa bước vào. Ông lão nói với nhân viên ở đây, ông ta là người bố lần trước đã gọi điện thoại đến đây. Vừa đúng lúc thứ trưởng Hennessy bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể đành gặp mặt ông lão. Nhưng thứ trưởng trong toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ không ngừng nhấn mạnh rằng ông ta không biết gì về mấy phần tử cực đoan đó. Ông lão biểu lộ sự nuối tiếc, ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Ông lão rời khỏi văn phòng, sau đó ông đi đến nhà vệ sinh trong văn phòng chính sách, lấy ra vật phẩm mà mình mang theo là hai chất lỏng, một cuộn chỉ, cột hai chiếc bình lại, treo lên một sợi dây, vặn bẻ một điếu thuốc, lấy một nửa điếu thuốc cắm vào một que diêm, sau đó gấp rút kẹp hộp diêm vào sợi dây, châm điếu thuốc, sau đó khóa cửa phòng vệ sinh lại và bình tĩnh rời đi. Đợi đến khi những nhân viên tưởng rằng ông lão đã rời đi hẳn, que diêm phát nổ. Thứ trưởng ngồi trong văn phòng vẫn còn chưa hoàn hồn, ông lão gọi điện thoại tới. Thứ trưởng lớn tiếng mắng ông một trận, nhưng ông lão chỉ nói một câu: cho tôi cái tên, sau đó cúp máy. Ông lão xách về hai túi đồ, dùng những vật phẩm mua ở siêu thị, ông lão lại chế tạo thiết bị nổ, dùng một cái thìa và một bình làm dụng cụ hóa học, không ngừng điều chỉnh nồng độ thông số, quan sát nhiệt độ, rồi lại phân chia tỷ lệ. Sau đó, nhân viên của thứ trưởng ở cạnh xe phát hiện một điều bất thường, nhanh chóng báo cho đồng nghiệp không được khởi động xe. Thì ra ở trong két xăng có chứa hai sợi dây điện và một mảnh giấy, trên đó ghi một chữ tên. Bom lần này thực ra chỉ là giả, là ông lão đã cố ý bỏ vào. Ông lão chính là muốn ngài thứ trưởng biết rằng ông có thể giết ông ta bất cứ lúc nào. Nhưng người của thứ trưởng cũng nhanh chóng tìm ra khách sạn mà ông lão đang ở, một đám người nhanh chóng tiến vào. Thành Long thực sự đã già rồi, tôi thấy đây chính là trận đấu mà trông Thành Long thảm nhất. 6-7 tên đô con lao vào trong phòng khách, chú Long nhanh chóng đặt ghế chặn cánh cửa lại, quay đầu nhìn xuống đâu đâu cũng là người. Ông chỉ có thể trèo lên cái gác xếp nhỏ, chọc thủng mái nhà, còn chưa kịp trèo lên trên, đã bị người đuổi đến, một cái chân bị bắt lấy. Thành Long không ngừng phản kháng, không dễ dàng gì mới đánh nuôi được hai chân đó, vừa muốn trèo lên lại bị kéo ngã xuống, tên đó khua một gậy. Thành Long ngã nhào xuống cái ống thép đối diện, rơi xuống lầu dưới, vừa mới vào được tầng dưới, mới đẩy cửa ra, lại bị một cước phóng tới. Ông vơ lấy cái ghế phản kích, may là ký ức về đồ dùng trong nhà vẫn còn nguyên, vừa phi xuống lầu thì thấy có người phi lên. Ông nhảy thẳng xuống dưới, mất một lúc vẫn chưa đứng dậy được. Ông thực sự già rồi, hai tên một trước một sau chế trụ ông. Chú Long ra sức đáp trả, ông đá vào chân của tên đằng trước, nhưng ông lại bị tên còn lại ghì chặt, đẩy sát vào lan can cầu thang. Ông dùng lực kéo mạnh cổ áo của hắn, hai chân kẹp chặt đối phương, rồi cùng nhau rơi xuống. Chú Long rơi một cách nặng nề trên cầu thang, lưng đứng gãy rồi, cuối cùng vẫn bị hai tên này xách đi. Nhưng vừa mới đến nhà bếp, chú Long lại bắt đầu vùng vẫy, liều mạng phi ra ngoài. Ông cũng tên kia ngã nhào trên đất. Tiếp đó ông chạy mất hút vào con hẻm. Thứ trưởng Hennessy tức điên người, nhiều người như thế mà lại không bắt được một lão già 60 tuổi. Bọn chúng chỉ có thể tiếp tục phái người trông giữ xe của chú Long. Nhưng chuyện đầu tiên chú Long làm khi quay lại, đó là giải quyết tên đang giữ nhiệm vụ coi xe. Trinh sát và phản trinh sát đều là nghề của ông rồi. Ngày hôm sau, hành tung của thứ trưởng lại bị Thành Long nắm rõ. Hôm nay hắn ta đến gặp một người bạn là nữ. Hai người vừa ngồi xuống đã không kìm chế được, nhưng thứ trưởng vừa mới ngọt ngào xong thì nhận được một tấm hình, bức ảnh chụp lại cảnh tượng vừa xảy ra mấy giây trước. Lần này thứ trưởng thực sự tuyệt vọng,
hắn ta vẫn chưa từng gặp phải ai khó đối phó như thế. Hắn ta chỉ có thể trốn tới một căn nhà ở ngoại ô, đồng thời sắp xếp rất nhiều người bảo vệ mình. Nhưng chú Long vốn chẳng phải là người biết kiêng sợ, ông đã sớm đổi chiếc xe khác đuổi đến khu rừng ở ngoài ô, che chiếc xe lại, dọn sạch vết tích, lén lút lẻn vào ngôi nhà của thứ trưởng trong đêm, đứng trước một cái cửa chuồng ngựa, động tay động chân nhằm thu hút bọn canh gác qua đó, giải quyết một tên lại một tên mò đến, 2-3 phát là giải quyết được tên này, sau đó đặt hai tên đó trói chắc trong chuồng ngựa. 3 giờ sáng, một âm thanh vang trời, tất cả bọn chúng đều bị kinh hãi. Đây lại là một lần cảnh cáo nữa. Jim đang nói cho thứ trưởng biết đối thủ mà hắn đang đối mặt còn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Thứ trưởng lại gia tăng thêm người bảo vệ. Hắn ta nói với Jim điều một đội ngũ ở ngoài về đây, nhưng rất nhanh mấy cái xe tiếp viện của thứ trưởng đều bị nổ. Đây vẫn là tác phẩm của Thành Long. Thứ trưởng rối rồi, lập tức cho người đưa vợ mình đến London. Jim phát hiện đây là thuốc nổ điều khiển từ xa, người đó nhất định phải có tầm nhìn ở ngay gần đây để quan sát. Người đó nhất định ở cánh rừng đối diện bên kia. Nói rồi cả một đoàn người lao tới cánh rừng truy lùng người kia. Nhưng nó chính là kế hoạch của Thành Long. Ông cố ý đốt một đống lửa, dụ mấy tên mắc câu, một tên bị mắc chân vào bẫy đập đầu xuống đất. Thành Long nhanh chóng giấu hắn đi, không còn dấu vết. Ở một bên khác, ông lại dùng một cái túi để thu hút một tên, một chân của hắn dẫm phải đống đinh. Một tên muốn tiến lên cứu lại bị mắc vào bẫy, ngã lăn xuống đất. Chú Long tiến lên đánh một tên, nhưng bản thân lại không cẩn thận mà trúng một phát súng, chỉ có thể rút lui. Vẫn may khả năng sinh tồn của ông cực kỳ mạnh, rất nhanh đã trốn được bọn truy lùng. Jim đề nghị thứ trưởng tìm một tay có sở trường là săn bắn trong rừng để đối phó với Thành Long, mà Sim là đội viên đánh đột kích của Ireland, là người thích hợp được lựa chọn. Thứ trưởng gọi một cuộc điện thoại đà động Sim, mà lúc này Sim đang làm khách ở tại ngôi nhà của thứ trưởng tại London. Chú Long dùng con dao bỏng dí thẳng vào miệng vết thương. Người đàn ông 60 tuổi này chỉ cắn răng mà gắng chịu đựng, vì mất quá nhiều máu nên chú đã ngất ngay trên mặt đất. Thế nhưng những hình ảnh đau thương trong quá khứ lại ùa về. Lúc ấy ngay chính người nhà của mình, chú cũng không thể cứu sống được họ. Hai đứa con gái bị chết thảm, nhưng cho tới giờ hung thủ giết con chú cũng không biết. Bọn chúng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, làm sao chú có thể dễ dàng buông xuôi cơ chứ? Thì ra chú Long từng là lính đặc chủng và có kinh nghiệm phong phú về việc tác chiến. Thứ trưởng Hennessy biết được lần này đã động phải nhầm người rồi. Rồi đột nhiên hắn ta phát hiện ra chú chó của mình không có động tĩnh gì, có gì đó bất thường thì phải. Hennessy liền cúi xuống xem thử, chú chó không ổn rồi. Hắn ta vội vàng đi tìm khẩu súng thì không thấy đâu nữa. Ngay sau đó chú Long đến dí súng vào đầu hắn, trên người Thành Long còn quấn đầy thuốc nổ, ép hắn ta nói ra tên bọn côn đồ giết con mình. Thứ trưởng Hennessy nói hắn ta thực sự cũng không biết, hắn ta đang dự định tạo các bẫy trong nội bộ để tìm ra phần tử cực đoan kia, chỉ cần thực hiện theo kế hoạch này thì có thể truy ra do ai làm. Quả nhiên không bao lâu sau đó, một trận nổ bom lại xảy ra. Nhưng kẻ chủ mưu lại là vợ của thứ trưởng Hennessy. Hình ảnh về cô gái này cùng với thuộc hạ của Hennessy từng gặp mặt nhau đã bị cảnh sát điều tra ra. Lần này, thứ trưởng Hennessy không thể chối cãi được nữa rồi. Lúc này Sim đã tới trang viên vùng ngoại ô, anh ta cần hoàn thành hai việc: giết chết Thành Long, tiếp theo là giải quyết luôn bọn côn đồ, giúp hắn ta giải quyết mối bận tâm trong lòng. Cảnh sát cấp cao gọi điện cho Hennessy, nói với hắn ta muốn phủi bỏ mọi chuyện dính dáng đến hắn, chỉ còn cách là buộc thuộc hạ của mình nói ra chỗ ở của hung thủ, ngoan ngoãn giao ra tội phạm. Hennessy liền tới tìm thuộc hạ của mình, vừa tới đã nổ súng bắn gãy một chân của ông ta, ép ông ta nói ra danh sách những tên làm việc kia. Nhưng trong danh sách kia, Hennessy nhìn thấy tên của vợ mình. Thuộc hạ của hắn cười chế giễu, đây chính là một trong những kế hoạch kéo Hennessy vào cuộc. Đợi tới khi cô gái kia bị bắt thì hắn ta cũng sẽ lộ diện. Hennessy quyết đánh tới cùng, rồi nổ súng giết chết tên kia. Sau đó hắn ta nói ra danh sách tên bọn côn đồ với Sim. Lúc này Sim đã truy lùng ra dấu vết của Thành Long, nhưng chú Long nhanh trí bố trí bẫy và làm hỏng cây súng trên tay Sim. Thế rồi Thành Long lao tới vật lộn với hắn một trận. Sim vì tuổi còn trẻ nên sức lực chiếm ưu thế hơn, thế nhưng chú Long cũng đâu dễ bị hạ gục như vậy. Hai bên đánh nhau một hồi lâu, chú Long kinh nghiệm đầy mình, một chân giữ chặt Sim, cành cây khô đặt thẳng vào cổ anh ta. Nhưng cuối cùng Thành Long không hề giết Sim mà gặng hỏi anh tin tức về Hennessy, rồi phát hiện ra danh sách tên bọn côn đồ trong điện thoại Sim. Chính bọn này đã cho nổ bom và ra tay sát hại con gái ông. Tay phải hắn ta có một vết sẹo. Cảnh sát anh đã truy lùng ra nơi ở của bọn côn đồ kia. Lực lượng cảnh sát đã sẵn sàng tác chiến và chuẩn bị lao vào bên trong bắt người. Lúc này chuông cửa nhà bọn chúng liền reo lên, làm ai nấy đều giật mình. Chú Long cải trang thành bộ phận kiểm tra ống nước, đi vào phòng, rồi chậm rãi quan sát vị trí của tất cả những người trong phòng. Thế rồi, bọn chúng bảo Thành Long bỏ túi xuống bàn. Lúc bọn chúng sắp phát hiện ra khẩu súng trong túi, Thành Long liền đá một tên xuống đất. Bọn họ rằng có khẩu súng, vài người còn lại thấy vậy cũng lập tức nổ súng. Thành Long nấp sau chiếc bàn cũng nổ súng phản công quyết liệt, rồi lại nghiêng người bắn trúng vài tên khác. Tên này dồn Thành Long vào chân tường, vừa quay đầu lại nhìn, liền bị Thành Long lao từ trên trần nhà xuống khống chế, nổ súng bắn trúng người cô vợ Hennessy. Lúc này sức mạnh của chú Long mạnh hơn bao giờ hết, bao nhiêu sự căm hờn đều trút hết lên người tên côn đồ kia. Còn lại tên hung thủ có vết sẹo ở tay, chú Long dùng mảnh vải rất nhanh đã bật tên này ngã lăn ra đất, rồi dùng sợi dây bằng vải thắt cổ đối phương. Lúc này cảnh sát mới bắt đầu hành động, từng đội một kế tiếp nhau tiến vào bên trong. Còn chú Long đã cải trang lại và kịp thời thoát khỏi đây. Trong căn phòng chỉ còn lại xác cô vợ Hennessy. Dưới sự tra hỏi, cô ta giao ra trái bom còn sót lại được lắp đặt ở chỗ laptop. Cảnh sát vội chạy tới nơi để chiếc laptop kia, ra sức tìm kiếm nó giữa một đám người. Một người cảnh sát đã phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng cầm laptop hút ra xa.
Khi nhận được tín hiệu, cảnh sát liền ra tay nhằm bịt miệng cô ta. Đây là thỏa thuận của thứ trưởng Hennessy và lãnh đạo. Họ muốn có càng nhiều tên trong danh sách để báo cáo với cấp trên, như vậy mới có thể tạm thời giữ chắc vị trí này. Hennessy ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, vừa mới thả lỏng nhẹ nhõm được chút thì Thành Long liền tìm tới hắn ta. Bởi vì cô gái trong bộ côn đồ kia có quan hệ với Hennessy, dưới sự thúc ép của chú Long, Hennessy đành phải đăng tấm ảnh kia lên trên mạng. Mặc dù hắn ta không bị giết ngay, nhưng con đường sự nghiệp của hắn ta coi như kết thúc tại đây. Đây cũng coi như một sự báo ứng mà thôi.